là dòng cái giọng đó. Ngon quá. Đó thì ngon quá. Rồi thả nước vô cũng chanh đúng không? Chanh với tiêu được. Cho chua 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 nó ngon không? Hai Linh xin chào cô chú và các anh chị em. Hôm nay Linh làm một cái món ếch xào lá cách. Hôm nay nguyên liệu Linh để làm cái món ếch xào lá cách thì mình có làm hành, sả, đường, tỏi và nước mắm. Vậy đây bột nghệ, cái đây bột cà ri. Còn ở đây là ếch. Ếch là Linh chặt sẵn rồi, Linh đi mua liền, bây giờ Linh chặt sẵn rồi nè. Cái đây là lá cách hồi nãy Linh lấy hái nhà nè mình. Lá cách này mình chậm nhà nha. Mới hái xong. Bây giờ Linh bỏ bột cà ri vô không? Bột nghệ vô luôn. Đường, tỏi luôn, hành, sả luôn, nước mắm luôn, trộn lên cho đều cho thấm nha. Mình bỏ bao màu nhìn nó ngon, nó lên màu nhìn nó ngon quá luôn. Cái mùi nó bốc lên thơm quá luôn. Mình cắt ra loa lá cách vô bạn. Để mình xào nha. Đổ dầu vô đi xào cho tỏi vô các bạn. Cho cái gì mình thảo cho nó thơm. Bạn ớt vô coi. Các bạn ơi, giờ mình chờ ớt nó săn lên cái mình bỏ lá cách vô nha. Bây giờ các bạn xào cho chín cái miếng ớt xong mình bỏ lá cách vô nha các bạn. Trộn lên cho nó héo lá cách xuống là được rồi. Có mùi bốc lên thơm ngon quá. Bây giờ Linh xin mời các bạn cùng ăn cơm với Linh nha. Linh mời các cô chú và các bạn cùng ăn cơm với Linh. Ăn ngon. Miếng cắt miếng cắt này. Đã. Quá. Người khác ăn với cánh này.
Vậy mới đã. Đúng quá. Con rồi bằng. Hiểu đã sao? Rồi xong. Chấm vô nè. Hai ba dòng vậy không? Ngon các bạn. Quá trời ngon đúng không? Cái đùi ớt luôn cực kỳ ngon. Như nãy mình sợ ít cái cách không. Thịt nhiều hơn nhau. Nghe ăn gan không? Đùi à? Đùi đứng ngon á. Ớt này để già ăn ngon quá mà. Da nó già. Ông thấy không nguyên da hơn mình lọc. Da không? Lọc hết ngon. Người phá ra da, người không phá ra da. Người ta thấy da sợ. Da nó sợ. Nhiều người ta để da còn nhiều lọc da nó không ăn. Đỏ quá. Lâu quá không ăn được ít ít xào. Cái cách này lâu lắm nè, bình lâu lắm mày không ăn nữa sao mà cái cách này quá. Ngon. Nhà sát bên đóng gầm 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 gầm. Ngon quá. Chắc là cách nó thơm không? Quá luôn mua 2 ký mấy mà không biết đủ. Cái mấy không? Mình cũng xin kết thúc cái clip ở đây.
Các bạn hay nhấn ký kênh là chia sẻ Linh nha, nhóm chung nhận được nhiều mới nhất các bạn. Bye.